Đây là hai dĩa bò tươi, đây là hai trứng mắm ruốc, đồ mắm ruốc muốn chuẩn bị sôi. Đây là một dĩa rau, dĩa bún. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn món bò nhúng mắm ruốc tại ngã ba Cây Nhang, thuộc phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là cái đường 30 tháng 4 hướng ra bến xe Bình Dương đây. Và đây là đường 30 tháng 4 hướng vào Lò Lu. Thì mình đang đứng trước đó là quán bò nhúng mắm ruốc. Đây là quán quán lẩu ngã ba Cây Nhang, có đặc sản là bò nhúng mắm ruốc. Đây là nhìn toàn cảnh không gian của quán đây. Đó, không gian của quán rất là rộng rãi. Bên hông đây là có một cái đường rất là rộng này. Và đằng trước là có chỗ để xe hơi, xe máy. Đây các bạn, lẩu bò nhúng ruốc. Rồi, mình sẽ đi tiến sâu vào trong. Hôm nay là có hai người bạn ở quê ghé thăm mình. Bò đây nè, ở quán bò đây là mấy cô bán đây, người dân này, có mấy cô bán, cô chủ tên là cô Cúc, thì bán chung với lại mấy người cháu của cô nữa. Đây, hai người bạn mình đã vô sẵn rồi đây này, đây nè, đây là cháu của cô chủ đang nướng tôm ở trong nhà bếp đây. Dám đột nhập vào nhà bếp luôn như đây rồi. Mấy cô đây rất là vui tính. Còn đây là cô, đây là chủ nè. Dạ xin lỗi, cô tên gì cô? Dạ cô Cúc. Dạ cô Cúc, chủ quán là quán bò nhúng mắm ruốc tại ngã ba Cây Nhang. Rất là ngon. Cái quán này chắc là cô bán lâu lắm rồi hả cô? Nay mấy chục năm rồi cô? Dạ, bán 30 năm rồi. Dạ. Hồi đó con nghe nói cô lúc cô mới bán đó là nó nhỏ nhỏ nhưng mà càng ngày càng phát triển lên. Dạ. Em đi chút nữa cũng đi vòng vòng cái xem quán. Đó, nhớ cô Cúc. Cô Cúc chủ quán. Nhìn cô phúc hậu á. Thấy mình gan dơ, mình dám đột nhập vô nhà bếp này chứ. Nhà bếp của cô rất là sạch sẽ. Chỗ này nó rất sạch sẽ, đàng hoàng. Vậy mới là quán nổi tiếng của mình. Rồi, đây là các xứ gọi này ăn đây nha. Dạ, dạ, đúng rồi. Ra cơ mà. Các xứ luôn, ở thành phố đâu cũng có lên nữa cô. Cô nhiều nha. Dạ dạ. Rồi cô đi ra đây. Rồi ở đây cũng là cô cháu. Cô đang soạn rau nè. Con rau ở bên trong nhà bếp. Cô nhiều người cháu quá. Đây là không gian ở trên đây. Theo về mấy mình đi một vòng để thấy không gian trong đó quá. Đây là hai dĩa bò tươi. Đó. Đây là hai trứng mắm ruốc. Đây là nồi mắm ruốc bị sôi. Đây là dĩa rau. Ăn kèm với bún. Trang ha. Kèm với bún. Đơn là bao nhiêu đây? Bò mắm ruốc. À này thực đơn, không có để giá đây anh ơi. Đó, đây là thực đơn. Đó, có bao nhiêu đây món nè? Tất cả là 18 món. Quán tại kèm nước mía, cơm má. Thì
quán tại đường này là đường đường 30 tháng 4 nối dài. Quán này ngon lắm nhưng mà tập trung mới là khách hay ăn vào bây giờ chiều tối, giờ này cũng còn hết sớm. Cô nhà bếp ở trong. Nhưng mà không phải gì Dũng à. Bây giờ bạn phải là nhúng vô bao nhiêu rồi bạn ăn bao nhiêu lâu lâu bạn mình ở quê mới lên thành phố nên mình phải hướng dẫn cho rảnh. Chung bạn mình nó hiền lắm, thuộc giờ tội nghiệp, chân chất lắm. Bạn mình đó là thần rắn á, chuyên gia đi bắt rắn về bán nè, thấy không, thấy cái tướng là biết sát rắn rồi đó. Mai mốt về dẫn tôi đi bắt rắn với nha. Nó bắt được con rắn cũng mang mấy ký. Đón tiếp hai người bạn ở quê lên. Bỏ rau vô sôi bùng lên là có thể ăn với bún rồi đó. Thì bún tôm nướng lên rồi. Đó là món gà nhúng này. Hôm nay là cũng không có đúng bài nhé. Chị. Dạ. Cái món này cho em hỏi chị là bây giờ mình ăn sao cho nó đúng bài nhất chị. Nhúng bò là chị nhúng là cái miếng bò nào là ăn đó hay là nhúng một lượt chị? Nhúng món nào ăn miếng đó rồi rất là ngon, còn rau là mình nhúng một lượt vậy hay phải không chị? Rau vẫn phải nhúng từ từ nha. Bữa nay hai bạn mình hai người bạn mình không biết nên làm bên cạnh ở nhà. Đúng là bò nhúng nhúng ruốc thì phải nhúng từ từ nha. Rồi lần sau rút kinh nghiệm nha. Ngày mai làm lại hả? Ngày mai làm lại đi món đi quán khác, món khác là đâu có còn cơ hội nữa đâu. Chị ăn vậy là không đúng bài rồi cô. Bạn con bỏ vô hết rồi, dòng rau vô hết vậy ăn vậy đâu có ngon. Phải không cô? Không biết rồi. Ăn vậy là chút dĩa khác. Còn dĩa khác này phải chút phải ăn cho đúng nha. Ta nói là học ăn nè, học nói nè. Đúng rồi. Mà phải học ăn đầu tiên. Rồi thôi giờ tới tiết mục ăn nha. Xin chào các bạn nha. Tiết mục ăn xấu lắm, không có quay được. Rồi kết thúc video tại đây. Các bạn xem thì thấy hay thì đến thấy ngon đó chứ thì đến ủng hộ cho cô Cúc. Nếu mà rồi thực hiện video mà cái anh Vũ thực hiện video mới kinh. Nếu bạn lùn chó